Thưa quý vị, vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 320 km và cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sau đó đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, sau khi đi vào đất liền, vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực biên giới Việt-Lào. Do ảnh hưởng của bão, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Ở vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực phía nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ sáng mai 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 1 đến 1,5 mét, gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển và cửa sông. Với khu vực ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, từ đêm mai 27 tháng 9 có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Còn với ven biển khu vực từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, 13. Với khu vực đất liền, dự báo do ảnh hưởng của rìa xa phía tây trước bão, trong đêm nay và sáng ngày mai, ở Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Trung Trung Bộ, cục bộ có nơi có mưa to. Sau đó, từ trưa và chiều mai, khi bão số 4 tiến sâu hơn về phía đất liền, thì mưa sẽ gia tăng hơn cả về diện và lượng. Dự báo từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm một đợt. Riêng khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm một đợt. Lưu ý từ ngày 28 tháng 9 trở đi, mưa lớn sẽ có xu hướng mở rộng hơn lên phía Bắc, ra tới khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Do mưa lớn dồn dập nên nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở khu vực trũng thấp. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.